Ngoài ăn cay, 4 thói quen thường gặp này ở giới trẻ cũng có thể làm tổn thương dạ dày nghiêm trọng. Trong cuộc sống, ngoài ăn cay, uống rượu, còn có nhiều thói quen xấu có thể gây ra các bệnh về dạ dày, có thể kích thích niêm mạc dạ dày, gây hại cho sức khỏe của thành dạ dày, từ đó gây ra các bệnh về dạ dày. Ngày càng có nhiều người mắc các bệnh về dạ dày và những bệnh nhân mắc bệnh này ngày càng trẻ hóa. Tổn thương dạ dày có tác động rất lớn đến sức khỏe. Cụ thể, đau bụng, đầy hơi, ợ hơi, buồn nôn, hơi thở hôi và các triệu chứng bất lợi khác có ảnh hưởng lớn việc vận chuyển bình thường của thực phẩm, làm trầm trọng thêm những nguy hại cho cơ thể, thậm chí gây ra loét dạ dày và ung thư dạ dày. Nhắc đến sức khỏe của dạ dày, chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết rằng hành vi ăn cay, uống nhiều rượu có thể làm thủng dạ dày. Thực ra trong cuộc sống, ngoài ăn cay, uống rượu, còn có khá nhiều thói quen xấu có thể gây ra các bệnh về dạ dày, có thể kích thích niêm mạc dạ dày, gây hại cho sức khỏe của thành dạ dày, đồng thời làm cho thành dạ dày mỏng đi, từ đó gây ra các bệnh về dạ dày. Trong số những thói quen xấu làm hại dạ dày, phải kể đến 4 thói quen đặc trưng sau đây. Đầu tiên là ngồi lâu một chỗ. Nếu bạn thường xuyên ngồi yên trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhau của cơ thể, không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp và lipid máu ở một mức độ nhất định, mà còn làm tổn thương dạ dày. Nhiều người có công việc phải ngồi nhiều bên bàn làm việc hoặc học tập mà lười vận động sẽ phải đối mặt với nguy cơ đau lưng, suy yếu nhu động đường tiêu hóa. Về lâu dài sẽ xuất hiện các triệu chứng như chướng bụng hay là táo bón. Thứ hai là vận động quá mạnh làm đau dạ dày. Người ta nói rằng cuộc sống không thể thiếu tập thể dục, nhưng nếu bạn bỏ qua một số chi tiết nhỏ trong quá trình tập thể dục, nó sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến cơ thể ở mức độ khác. Ví dụ nếu bạn tập thể dục quá lâu, tập thể dục quá mạnh hoặc tập thể dục sau khi ăn thì sẽ gây hại lớn cho dạ dày của bạn. Nếu bạn bị đau bụng khi luyện tập thì hãy dừng lại ngay và nghỉ ngơi kịp thời, đừng cố gắng quá mức để phải rồi hối hận. Thứ ba là liên tục thức khuya. Các tế bào niêm mạc dạ dày có thể tự tái tạo và hồi phục vào ban đêm trong khi ngủ. Việc thức khuya khiến cho các tế bào này không được nghỉ ngơi, dẫn đến suy yếu. Hơn thế nữa, khiến cho dịch dạ dày tiết ra nhiều, dẫn đến viêm loét dạ dày nếu tình trạng này kéo dài hoặc làm nặng hơn tình trạng bệnh nếu đã mắc bệnh trước đó rồi. Ngoài ra, nếu thức khuya để làm việc căng thẳng hay xem chương trình có tính chất kích thích, hồi hộp thì cũng có thể làm cho tình trạng bệnh lý dạ dày và tá tràng nặng hơn. Thứ tư là căng thẳng kéo dài. Nếu bạn bị căng thẳng tâm lý kéo dài, làm việc quá sức, lo lắng, trầm cảm thì có thể khiến cho nhu động đường tiêu hóa bị chậm lại, giảm tiết dịch tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, khó chịu vùng bụng trên, đầy bụng, ợ hơi, buồn nôn và các chứng khó tiêu khác. Các triệu chứng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng đường tiêu hóa và dẫn đến các bệnh về dạ dày. Bởi vậy, chế độ ăn uống bồi bổ dạ dày hàng ngày cực kỳ quan trọng. Bạn có thể bổ sung thêm những thực phẩm bổ dưỡng cho dạ dày như sau đây. Đầu tiên là khoai tây. Khoai tây không chỉ có hương vị rất ngon, ngọt, bùi mà còn có giá trị dinh dưỡng rất phong phú. Ăn khoai tây thường xuyên có lợi cho sức khỏe của con người và có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Khoai tây có thể giải nhiệt, chữa táo bón. Ăn khoai tây thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe của lá lách và dạ dày. Thứ hai là đu đủ. Trong đu đủ có chứa enzyme papain có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp hạn chế virus, vi khuẩn gây bệnh, có thể hỗ trợ chứng đau dạ dày. Ngoài ra, đu đủ còn tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày, giảm bớt các triệu chứng khó tiêu và kích thích hệ tiêu hóa, nên ăn đu đủ chín sẽ tốt hơn cho dạ dày. Và cuối cùng là gừng. Gừng từ lâu đã được dùng như phương thuốc đơn giản nhất để điều trị tình trạng đau dạ dày, đầy hơi hay là khó tiêu. Các chất có trong gừng như tapen và oleoresin có tác dụng sát trùng, kháng viêm, giảm đau rất tốt. Có thể dùng gừng trực tiếp bằng nhánh gừng tươi, uống trà gừng hay là ăn kẹo gừng, vân vân. Bên cạnh đó, bạn cũng cần biết những thực phẩm nên tránh vì cực kỳ có hại cho dạ dày. Những thực phẩm dễ gây tổn thương cho niêm mạc dạ dày bao gồm gia vị mạnh như là ớt, tiêu, tỏi hay là giấm. Tiếp theo là thức ăn cứng như sụn, gân hay là rau củ nhiều xơ. Và cuối cùng là chất kích thích, rượu, cà phê, chè, đặc thuốc lá và thực phẩm làm tăng tiết axit trong dạ dày như hoa quả chua như cam, chanh, nước ngọt có ga, vân vân. Các bạn nhớ lưu ý, về những điều này để có một sức khỏe lành mạnh và tốt hơn.